Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em, các bạn thân mến của Lệ Minh. Hôm nay Lệ Minh like cái đề tài về vấn đề đồ ăn fast food của Mỹ mà gần đây Lệ Minh cũng có theo dõi ở trên những cái không gian mạng, thì thấy anh chị em các bạn đưa ra những cái đề tài, những câu chuyện tranh cãi, đó là tại sao những cái quán đồ ăn của Mỹ như là McDonald's mà cộng đồng mạng Philippines họ nói rằng dân Việt Nam mình nghèo cho nên không ăn nổi những cái đồ ăn fast food đó, những cái đồ ăn mà của McDonald's. Thật sự ra nó không phải là như vậy anh chị các bạn. Dân Philippines nó cũng cũng nghèo, bỏ tía nó đi. Các bạn biết nó rất là nghèo, nó ăn đồ ăn nó phải đi lụm từ những cái đồ ăn phế thải về nó chế biến lại. Bên ngoài nhiều khi nhìn thấy cái sự hào nhoáng của nó nằm là chỉ ở trong những cái thành phố như Manila, những thành phố lớn thôi thì nó mới khá giả và nó sầm uất thôi. Còn dân Philippines mà ở vùng ngoại ô nó khổ chết bà cô, nó khổ. Ngay cả tôi nói chị hàng bên hàng Mỹ cũng vậy, cái thằng Mexico đó, những người dân Mexico nó kế bên ranh giới với thằng Mỹ mà nó chỉ khá giả là nằm trong những cái đô thị lớn thôi. Còn mấy vùng ngoại ô bên ngoài mà dọc theo mà cái tiểu bang tôi ở Arizona đó, nó cũng nghèo tơi bời ba lá, nó nghèo, tôi có qua đó tôi biết mà. Còn nói về so sánh về cái vấn đề mà đồ ăn, mà tại sao những cái tiệm đồ ăn thực phẩm ăn nhanh của Mỹ nó vào Việt Nam nó bán không có được hút khách, tại vì cái văn hóa của người Mỹ và những cái quốc gia mà hàng Mỹ nó làm ăn lâu đời đó thì nó sang đó nó bán và nó gọi là nó đã làm cho những cái dân bản xứ nó bị nghiện những cái thức ăn nó quen rồi. Còn Việt Nam mình nó vào thì không được. Mà các bạn biết những cái đồ ăn fast food của ông Mỹ như tiệm McDonald's đó, thật sự ra ăn nhiều nó rất là độc hại đấy, chứ nó không phải là giỡn đâu. Mà người Việt của mình không có quen với cái khẩu vị những cái hamburger rồi, anh nói anh chị em các bạn, nếu mà ăn không quen rất là khó ăn chứ không phải là dễ ăn đâu. Tại vì những cái chất đạm và chất béo nó bỏ rất là nhiều. Thịt bò của nó cũng không phải là loại bò tươi, nó gọi là ground beef, những cái loại thịt mà nó thịt thừa, thịt bẩn đó. Các bạn biết xong rồi nó chế biến lại mà nó vào Việt Nam cũng vậy, nó độc quyền lắm, nó đâu có lấy thịt ở tại Việt Nam nó làm đâu, nó đem từ bên Mỹ qua, nó sản xuất nó đem hết qua bên Việt Nam nó bán. Và mỗi một cái khẩu phần thì các bạn biết ở bên Mỹ đó, tại vì đời sống cái vật giá bên đó nó cao, nó bán tại Mỹ nếu mà ăn một cái phần mà hamburger của thằng McDonald's đó, nếu mà ăn gọi là combo đó, đầy đủ á, thì từ 7 đồng cho tới cả chục đô chứ không phải là rẻ. Mà về với Việt Nam thì dân Việt Nam mình nó có chuộng, người Việt Nam mình ăn đồ ăn tươi quen rồi. Mình ra ngoài thức dậy tôi nói ăn bánh mì Việt Nam còn ngon hơn đó. Nếu mà nói ăn một ổ hamburger gì, tôi nói anh chị bạn các bạn ăn, nếu mà ăn ăn thử cho biết thôi, để cho biết cái gia vị, cái mùi vị nó như thế nào. Các bạn khi nào mà đói bụng á thì các bạn còn ăn nó vô, còn nếu mà nó không có đói bụng mà cái lưng chừng á, mà ăn một lần qua rồi gì nó ngán qua, bữa lần sau không dám ăn nữa, tại vì cái chất béo và chất đạm của nó, đồ ăn của nó không có tươi. Và cách chế biến của nó nói chung ra nó, nếu mà nói về cái độ mà ngon á thì hàng hamburger của McDonald's nó thua xa bánh mì thịt nguội của Việt Nam. Bánh mì thịt của Việt Nam nếu mà những người người ta làm mà người ta mới vừa nướng rồi thịt đồ họ chế biến cực kỳ ngon mà giá chỉ có 10.000 đô một 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 ổ thôi, ăn nó vừa bình dân mà nó lại ngon. Còn đồ ăn của Mỹ cho nên nó vào Việt Nam, người dân Việt Nam mình đâu có chuộng, họ đâu có quen. Ở chỉ những cái thành phố lớn, đô thị lớn thì những cái dân mà lắm tiền nhiều của thì họ cũng muốn thử. Các bạn biết họ thử, họ cho con họ ăn, tôi nói các bạn biết cho con cái ăn đồ ăn Mỹ đó, nó sẽ có rất là nhiều những cái chứng bệnh. Đó là lý do tại sao Mỹ nó ăn đồ ăn cái gọi là fast food của nó, đồ ăn nhanh đó, rất là độc hại và rất là nhiều người bị những cái bệnh béo phì rồi những cái bệnh nó nan y nó xảy ra. Cho nên sau này vấn đề ở Mỹ nó cũng cảnh cáo ở những cái trường học đó, các bạn biết
nó cũng không có phổ biến hay là nó quảng cáo về những cái đồ ăn nhanh như vậy. Nó làm cho học sinh ăn bớt đi những cái chất béo và chất đạm. Đó là chứ không phải là Việt Nam mình nghèo, mình không ăn được cái hamburger. Tại vì cái đó nó sang Việt Nam, anh chị các bạn thấy nó không có phù hợp. Như một cái ly Starbucks cũng vậy, các bạn thấy cà phê, cái ly Starbucks cà phê đó là của thằng của nó cửa tủ của thằng Ý. Nhưng mà nó vào dân Mỹ 5-6 đồng trở lên một ly bự như vậy, thì các bạn nghĩ đi vào Việt Nam, nhưng mà cà phê Việt Nam có những loại người ta vừa bình dân bây giờ họ chế rất là ngon, cực kỳ ngon, không thua gì Starbucks, mà giá cả thì rất là bình dân, nó phù hợp với lại cái môi trường sống ở Việt Nam hơn. Đó là lý do tại sao người Việt của mình không có chuộng những cái thức ăn của Mỹ. Các bạn biết thức ăn của Mỹ rất là khó ăn. Ngày xưa khi tôi mới đến Mỹ này ăn không được, đi học đó, lúc nào cũng vậy. Mua cái thùng mì gói bỏ đi đi học, lúc nào bỏ trong cái ba lô đó, là 2 gói mì gói. Đi vô sáng là trụng mì gói, rồi mình lấy rau sống rồi mình bỏ vô mình ăn. Ăn rồi một thời gian sau đó, mình cố gắng mình ăn riết để cho nó quen dần đó. Mà những cái hamburger rồi nói chung bánh mì thịt của nó cũng vậy nữa. Chàng ơi, ăn nó đồ ăn nó không có tươi, nó chế biến bằng hóa chất không à. Thì hỏi những cái khẩu vị đó khi nó vào Việt Nam thì làm sao mà nó người ta chuộng được. Các bạn thấy dân Việt Nam mình nhiều khi những thành phần xuyên tạc chống phá đất nước, nó nói Việt Nam mình ăn đồ độc hại này. Thật sự ra những cái đồ mình xuất khẩu đi á, thì mình phải bỏ những cái chất bảo dưỡng nhiều để đặng mà nó đi đường xa thôi. Còn đại đa số dân trong nước hiện nay, tôi nói vậy mà, như ở những cái vùng quê như như những cái thị trấn Tiền Giang của tôi miền Tây nè, đồ ăn tươi rối, rau cải đồ cũng vậy, thịt cá đồ nó tươi, họ mần bữa nào họ ăn bữa đó, sáng đi chợ sáng, chiều đi chợ chiều. Còn những cái đồ ăn mà fast food, gọi là đồ ăn nhanh của Mỹ, các bạn biết nó chế biến nhìn nó bên ngoài như thấy nó đẹp mắt như vậy, chứ ăn ăn nhiều đâu có tốt. Mà các bạn ăn một lần là các bạn dội bạc đạn rồi, tôi bảo đảm. Tôi ở Việt Nam này cũng có McDonald's, Burger King rồi, mấy lần tôi cũng đãi thử cho một vài người ăn thử, họ ăn một lần xong họ dội dội ngược cả luôn. Tại vì những cái chất đạm và chất béo và đồ ăn nó không hợp khẩu vị. Thì làm sao, thì nếu mà nói là Việt Nam nghèo không ăn được cái Burger King, cái đó là không đúng. Ở bên Mỹ đó, thật sự mà nói, ăn cái burger, ăn cái hamburger, ăn Burger King hay McDonald's đó là đa số là dân nghèo. Tôi nói anh chị các bạn biết, dân nghèo. Tại vì bên đó cái đồng tiền nó cao, cái vật giá nó cao. Những cái người dân mà lao động phổ thông, dân nghèo rồi đó, họ chỉ biết nhào đầu vô đó họ ăn để cho nó qua ngày thôi. Bởi vì những đứa con nít nó ăn, các bạn biết, nó ăn nhiều nó bị béo phì, rồi nó xảy ra những cái tình trạng bệnh hoạn, tại vì nó bị quá chất quá nhiều. Nó quá chất, nó làm nó chế biến đâu có cái gì mà tươi đâu các bạn, toàn là đồ đông lạnh, thịt của hàng mặt hàng 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 mặt đa nồ. Tôi nói gì các bạn, toàn là đồ, nếu mà nói là đồ của nó là đồ đồ mà thịt bẩn đó. Nó gọi là raw beef. Và các bạn biết cái loại mà thịt bẩn đó, rồi nó nghiền lại, có nhiều lúc nó bị báo chí phanh phui đó, nó đưa lên mạng người ta la trời luôn. Cái nó tìm cách, nó nói nó sẽ nghiên cứu, nó sẽ tìm hiểu lại, nhưng mà rồi đâu cũng vào đó. Tại vì cái tụi mà bên bên thực phẩm đó, nó cho phép chứ không phải là không cho phép. Khi mà người ta vạch nó ra đó là nó cũng tìm cách nó bao che. Mấy thằng mà kinh doanh Mỹ mà các bạn biết, khi đụng tới quyền lợi của nó là nó kiếm cách nó bao che ngay, mặc dù bên ngành thực phẩm của nó rất là nghiêm nghiêm ngặt, nó cho phép cái mức độ hóa chất trong thực phẩm và cái thực phẩm đó phải bảo quản được bao lâu, chứ không có phải là giữ giữ vượt quá cái mức mà bên tụi bảo vệ thực phẩm nó cho phép. Thành ra đồ ăn của nó nói chỉ các bạn hết, vừa hết cái ngày đó là ba vài ba ngày là bắt đầu là nó hư,
nó hư tại vì nó qua cái hóa chất mà nó để bảo quản đó. Đồ ăn fast food của Mỹ rất là nguy hiểm. Nói chung là ở bên Mỹ đó, những gia đình nào mà họ ngặt nghèo lắm, họ không có thời gian và cuộc sống của họ quá chật vật, mà họ cứ lo đi làm không có thời gian, cứ vô trong McDonald's, các bạn biết nó tìm đủ mọi cách để đặng nó làm cho cái dân mà trung lưu, dân lao động phổ thông nó bị gọi là bị addict, có nghĩa là bị nghiện nghiện cái thức ăn của nó. Rồi các bạn biết nó ăn mấy đứa nhỏ, đứa nào đứa nấy nó béo phì, rồi xảy ra những cái vấn đề bệnh hoạn chứ đâu phải là đơn giản đâu. Tôi có gì đâu mà tôi thấy trên mạng mấy cái tụi mà Philippines nó đưa ra, rồi một số anh em các bạn chia sẻ về vấn đề mà McDonald's nó vào Việt Nam là bảo rằng là dân Việt Nam nghèo không ăn được McDonald's, đó là tầm tào lao. Mấy thằng đó là mấy thằng khùng, mấy thằng đó là tại vì nó không có hiểu biết, nó nghĩ rằng khi cái McDonald's nó vào trong quốc gia của nó đó là nó là dân giàu, nó mới được ăn cái McDonald's đó. Các bạn thấy ngay cả trong Việt Nam vậy, tại vì những người mà họ sống họ họ sính ngoại và họ không có ở trong cái đất nước Mỹ, họ không có hiểu cái McDonald's là cái dân gọi là dân trung lưu, dân lao động phổ thông, hay là dân nó đúng là dân nghèo, họ ăn những cái thực phẩm đó nhiều hơn là những cái dân mà họ có tiền có của, họ làm ăn ăn lên làm ra. Hiếm khi nào mà các bạn thấy họ cầm cái McDonald's hay là cái hamburger của Burger King hay đồ ăn fast food họ ăn lắm. Họ ăn uống họ phải chọn nhà hàng nơi nào kỹ lưỡng. Còn mà bảo rằng là Việt Nam nghèo, không có ăn hamburger McDonald's nó vào hay Việt Nam là tại vì dân Việt Nam nghèo ăn không nổi, cái đó là tào lao, cái là tầm bậy. Bởi vì khi bạn thấy cái tâm lý đó, cái tâm lý của cái những người châu Á khi khi mà những cái mặt hàng mà thực phẩm của Mỹ đó nó đi qua những cái quốc gia châu Á đó, họ họ sính ngoại, họ sính ngoại họ đâm đầu vô họ ăn. Bởi sau này nghe các bạn biết, ngay cả bên Trung Quốc nó cũng tìm cách nó ngăn chặn, tại vì dân dân Trung Quốc nó ăn riết nó bị đầu độc, tuổi trẻ của nó bị đầu độc, các bạn biết nguy hiểm lắm. Mà nó vào Việt Nam thì dân Việt Nam mình không chuộng được cái văn hóa và những cái khẩu vị của Việt Nam mình. Tôi nói chuyện bằng đồ ăn Mỹ không phải dễ ăn đâu nha. Hồi đó tôi qua mèn đất ơi, khóc lên khóc xuống, bởi vì phải đi ăn mì gói suốt luôn, cái là mình không có quen, không biết ai hết, cái đón xe buýt mà phải đi vô đó lựa mì gói bỏ vô đó ăn để đặng mà cho qua ngày đoạn tháng. Ngồi mà mỗi lần mà đồ Mỹ nó đem ra hả, ngồi đó mà chỉ ngó thôi, ngó thôi, thôi không nhìn hay là nó ngán mà nó muốn dội bật cổ họng ra ngoài rồi. Bởi vậy đó tôi đi học trong trường cũng vậy, mấy đứa bạn gì đứa nào cũng vậy, mấy đứa Việt Nam ngồi trong một cái bàn chung gì đó, đứa nào cũng có mì gói hay nấu gì đó sẵn rồi đem ra ăn. Còn tụi Mỹ thì nó cứ ngó ngó mấy này tại sao đồ ăn đầy tràn đó mà nó không ăn, mà nó cứ ăn đồ ăn của đó không à, tại vì khó ăn lắm. Tôi nói cho các bạn biết rất là khó ăn, mà ăn rồi nó bị nghiện á, bị nghiện mà mình không có control được, mình không có ý thức được á, nó làm cho mình xảy ra những vấn đề bệnh tật. Xin chào anh chị các bạn trong diễn đàn nha. Tôi thấy cái câu chuyện mà về vấn đề mà thực phẩm của Mỹ khi vào Việt Nam, bởi vì mình phải cẩn thận, bởi vì khi cái người mà họ sính ngoại đó, họ ăn được cái đồ ăn Mỹ đó, họ ăn được cái đồ ăn hộp của Mỹ vậy nữa, họ nghĩ cha chắc là cái người đó giàu lắm, có tiền lắm mới ăn nổi. Tại vì nó sang Việt Nam thì cái tụi tư bản mà nó sang Việt Nam nó chiêu dụ những cái dân bản xứ đó ăn những cái thức ăn của nó rồi để cho nghiện ngập, rồi cái sự sính ngoại của cái người dân ở quốc gia đó đó, họ cái tâm lý đó, họ nói tao ăn đồ ăn Mỹ là cái gì đó ghê gớm lắm. Nó ghê gớm. Đồ ăn Mỹ nói chung nó cũng tùy món thôi, mà những cái đồ mà nó gọi là đồ ăn nhanh fast food thì cực kỳ là độc hại. Tôi nói anh chị các bạn, tôi nói mà tôi có thống kê để tôi đem ra cái link ra, tôi sẽ cho anh chị các bạn thấy những cái thống kê về vấn đề độc hại mà đồ ăn nhanh nó làm ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân Mỹ một cách trầm trọng chứ không phải là giỡn đâu. À, ngay cả thằng McDonald's rồi có nhiều lần nó báo cáo lên, nó, lâu lâu nó phát hiện ra được người ta hàng nào chơi xấu đó đó quay phim được là nó chế biến những cái ground beef với anh chị các bạn,
Nghe nói thịt bò nhuyễn, nhìn các bạn nhìn thấy nó đẹp mắt, nó sạch chứ gì. Chèn ơi, đồ ăn bẩn, đồ bẩn không á, chứ không phải là đồ tươi đâu, không phải thịt bò tươi mà nguyên miếng ngon, mà thịt sườn, thịt nạc hay này kia, hay là chút rồi ba gọi hay này, rồi nó xay nghiến, nó cho mình, nó làm những cái miếng thịt burger, hamburger burger cho mình ăn đâu. Mèn ơi, đồ ăn bẩn không á. Ngay cả các bạn thấy cái hot dog của nó cũng vậy nữa, mà lâu lâu cái nó bị bệ xì ra cái đưa lên mạng, rồi đưa lên báo chí truyền thông, rồi nó cũng chìm, nhận chìm xuồng à. Tại vì tụi tài phiệt mà, cái kinh doanh nó lớn quá, nó đâu để mất. Các bạn nên nhớ vậy, nó cũng tìm cách nó làm cho im chuyện cho qua rồi vậy thôi. Ừ, nó lên báo chí, nó nói để nó điều tra tại sao là như vậy rồi cũng chìm xuống đấy. Tụi Mỹ mà, mình sống ở trong nó rồi các bạn mới hiểu được cái bản chất con người của nó. Còn những người mà sính ngoại đó, ngay cả trong nước bệnh vậy, ồ, nói tới Mỹ thì mê lắm. Tôi nói chị các bạn, nói tới Mỹ thì thôi ôi dạ, là coi như là giống như là một cái thiên đàng. Mặc dù tôi thấy ngay cái mùa Covid này cũng vậy, có một số người inbox của tôi hỏi tôi, anh Lại Minh, anh cho em ý kiến này, bây giờ em có nên đi hay ở? Đó, gia đình em thì đòi đi, mặc gì con thì em không bỏ được. Thì tôi nói chị em các bạn, cho rằng là con mình qua đó sẽ có tương lai, qua nước Mỹ sẽ có tương lai hơn, chưa chắc đâu anh chị các bạn, chưa chắc đâu, không phải đơn giản đâu. Tôi nói anh chị các bạn, đưa con mình qua Mỹ được, nếu mà mình không dạy dỗ nó, mình không giúp nó trong vấn đề học hành, tôi nói anh chị các bạn biết, nó cũng sẽ trở thành những đứa lêu lỏng. Tôi sống bên đó mấy chục năm, tôi quen ngay cả cái gia đình mà ngày xưa mà gọi là nhận tôi làm con nuôi họ qua trước năm 75 đó. Các bạn biết, đẻ ra Mỹ, sanh ra Mỹ, nói tiếng Việt cà bập cà bẹ cà bẹ bẹ, mà bây giờ vẫn lưu linh lưu địa, không nghề không nghiệp. Con tới nỗi đời con của nó vẫn phải đi làm neo. Các bạn thấy đâu phải giỡn đâu, nó học không ra trường, nó học không nên, chứ đâu phải giỡn đâu. Bởi vì cái môi trường của Mỹ nó đòi hỏi vấn đề kiến thức, vấn đề mà hiểu biết, vấn đề nhẫn nại, vấn đề nhiều 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 cái sự phụ thuộc vào đó lắm. Ngay cả con tôi, các bạn biết tháng tháng 6 này nó ra trường là tôi cũng phải chạy da chóc giải, phải ngồi đó phiên lơn, mình phải làm đủ trò đủ chuyện để nặng mà mình nói làm sao cho nó phục mình, mà nó nghe theo lời mình, để đặng mà nó cố gắng nó học. Chỉ cần mà tôi mà sẩy chân một chút, tôi mà đi để nó đi lạc đường một chút thôi. Các bạn biết giờ này là nó đẻ ra bên Mỹ, là giờ này coi như là nó cũng đi ăn mày thôi, nó không học ra trường nổi, chứ không phải giỡn đâu. Phải kìm nó. Mình nhiều khi mình la mắng nó cũng vậy, mình phải dùng tâm lý chỉ dẫn cho nó như thế nào, chứ đâu phải là đơn giản đâu anh chị bạn. Còn mình giao cho trường học mà nó dạy con mình nó về viết, ở nói mình nói nó không nghe lời mình luôn đó, chứ không phải giỡn đâu. Mà nó học hành rồi, khi nó 18 tuổi rồi, nó chọn con đường của nó. 18 tuổi là nó xách gối tự động, nó ra khỏi nhà, nó bỏ nó đi vậy đó, rồi nó sống nó sao kệ nó, không chứ không phải giỡn đâu. Mà mai là con tôi nó còn biết nghe lời, các bạn biết nó chịu, nó ham mấy tuổi rồi mà tôi cho bỏ, tôi đuổi nó đi mà nó không đi. Mà mừng là tháng tháng 6 này là nó ra trường, nó học xong 4 năm đại học của nó, mà nó học, các bạn biết, nó học được học bổng nữa, thành ra cũng mừng, chứ đâu phải giỡn đâu anh chị các bạn. Thành ra tại vì cái người Việt của mình họ cứ nghĩ rằng đất nước mình những cái nan đề tiêu cực như vậy, sẽ không có con đường nào để cho con họ phát triển được tương lai. Tôi nói chị các bạn, đó là một cái suy nghĩ rất là sai. Tôi nói ở trong nước mình có tiền, có của, có bạc, dạy con mình làm sao cho khéo léo, cho nó ăn học, khuyến nó cố gắng học hành lên tới đại học, rồi những cái bước tới nó có được kinh nghiệm, nó có được một cái hành trang, lúc đó cho nó đi nước ngoài tu nghiệp. Nó giỏi rồi nó đi nước ngoài tu nghiệp, các bạn nó về là nó đi đâu rồi nó cũng vững vàng hơn.
Còn mình bỏ con mình lưu lỏng ở nước ngoài, tôi nói chuyện các bạn, ngay cả con tôi ở nước ngoài, tôi còn phải chật vật vất vả, phải canh chừng nó đi sớm về trễ, chứ không phải giỡn đâu. Tôi nói chứ các bạn biết, bởi vì cái người Việt Nam của mình, nhiều khi tôi lên mạng như vào trong mấy cái diễn đàn mà gần đây như Đông Lào Tây Lào rồi, tôi thấy nhiều người Việt trong nước cứ ngồi đó than trách là tại sao đất nước không phát triển, tại sao ngồi đó cứ tại sao không mà tôi hỏi vậy bạn đã làm được gì? Cứ bảo đổ là đất nước nghèo, dân mình còn nghèo. Tôi nói nghèo thì ở đâu nó cũng có cái nghèo. Cái nghèo ở Việt Nam người ta đứng trên đôi chân của họ, họ phải phấn đấu lên để vươn lên và họ sẽ trở thành những người nhân tài trong tương lai. Chứ không phải cứ ngồi đó than thở nghèo, tại sao phải xây tượng đài trong khi đó dân nghèo. Tôi nói chị các bạn biết, mình ăn mình uống nước thì phải nhớ nguồn. Tượng đài là để mình tưởng nhớ đến những người đã hy sinh, đã nằm xuống để cho con cháu những thế hệ sau nó không quên ơn những người đã cống hiến xương máu cho cái tổ quốc này. Còn nói bây giờ mà đem tiền mà cho người nghèo, tôi nói chị các bạn, đưa tiền tỷ cũng không đủ. Tại vì cái đồng tiền nó phải chính mồ hôi nước mắt của mình, bàn tay của mình làm ra thì nó mới theo mình. Cứ ngồi ngồi đó, ô dân nghèo quá, tại sao không đem tiền cứu trợ cho dân? Tôi nói các bạn thấy, nhìn những vấn đề từ thiện trong nước, ngày nay người dân Việt Nam người ta ăn ra làm nên, họ đã tự làm từ thiện được. Phú quý thì xin lễ nghĩa, bần cùng thì xin đạo tặc. Ngày hôm nay người dân Việt Nam của mình họ ăn nên làm ra, nói đến từ thiện, họ tự làm, họ phát động những phong trào từ thiện rất là lớn. Mà các bạn thấy khi mà làm từ thiện nó xảy ra đủ thứ nan đề. Tôi nói cái vấn đề mà dân sự thôi, thì nói đến chính phủ, nếu mà chính phủ ra một cái vấn đề mà từ thiện thì nó sẽ có những cái hồ sơ khai khống. Thì các bạn thấy không, nó nói kết, bắt đầu tạo ra những vấn đề hệ lụy trong một xã hội. Cho nên nhiều người Việt của mình, tôi thấy lên mạng cái than vãn dân mình còn nghèo thế này thế nọ, tôi hỏi bạn đã làm được gì cho những người nghèo đó chưa? Bạn có cho họ được bát cơm chưa? Bạn có cho họ được cái đồng xu nào chưa? Nếu mình làm được rồi thì mình hãy nói, còn không thì thôi dập mẹ đi, lên mạng cái ngồi đó. Bản thân mình thằng một thằng tôi thấy bồng các con lên mạng ngồi đó, cứ là đất nước mình còn nghèo, dân mình còn nghèo, mấy con mày 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 lo đi, lo cho nó sau này nó đừng có nghèo đi. Chứ ngồi đó nhìn chuyện ở ngoài kia, cả một chuyện đại sự, một thằng Mỹ, một đất nước của nó là một đất nước hiện nay về vấn đề mà nói mức độ giàu có thì nói về vấn đề mà chính phủ của nó là bậc nhất, mà dân của nó đói chết mẹ luôn. Dân Việt Nam qua đó cày không ra tiền thì cũng chui vô rừng trong rú mà ở, sống vô gia cư, đời sống vất vả. Bởi vậy nhiều khi lên trên này về Việt Nam sống cũng lần này cũng hơi khá lâu, tôi nhìn thấy được cái mô hình xã hội càng lúc nó rõ rệt nhiều hơn. Tôi thấy cái những thành phần mà xuyên tạc chống phá đất nước cứ lên mạng ngồi than vãn, ngồi đó cứ than vãn suốt rồi. Các bạn nghĩ những thành phần đó không bao giờ khá nổi. Cái nước Mỹ các bạn biết, nó làm cho những cái giới trẻ, mày phải đứng trên đôi chân của mày, mày phải dùng mồ hôi nước mắt của mày làm ra, mày đóng thế vào trong đó cho tao. Khi mà mày thất nghiệp á, mày đóng đủ á, thì tao sẽ trả tiền cho mày ăn thất nghiệp. Mà khi mày đói quá rồi mày không có tìm được công việc làm nữa đó, mày ship hàng đó, tao phát cơm cho mày ăn. Chỉ vậy thôi, nó chỉ có vậy thôi. Nó cũng lấy tiền của người này nó chèn qua người nọ. Còn cái mô hình xã hội Việt Nam hiện nay các bạn thấy, người dân Việt Nam bây giờ họ làm ăn khám khá, nói vấn đề mà khi mà có những cái chuyện mà gọi là ta thiên tai rồi đó, người ta ra sức, người ta đóng góp với nhau lên tới hàng trăm hàng nghìn tỷ, và những người họ giàu có lên họ bỏ ra bạc trăm bạc nghìn tỷ để làm từ thiện rất là tốt. Cái đó mình nhìn thấy những điều đó, tôi nói là rất là hay. Trong cái dân sự với nhau thì nó ấm lòng,
còn cứ ngồi đó. Tại sao nhà nước chính phủ không lo cho dân, dân nghèo, dân khổ? Chàng đẹp ơi, tôi thấy ớn chạy đầu. Thì nói chung chung vui thì cái đề tài hôm nay tôi cũng muốn chia sẻ về vấn đề đồ ăn thực phẩm, ăn đồ ăn nhanh của Mỹ. Một số những thành phần như là tụi Philippines, cộng đồng mạng nó nói là dân Việt Nam nghèo, rồi một số anh chị các bạn chia sẻ trên Facebook đó, thì tôi có theo dõi, tôi nói anh chị các bạn chỉ có mấy nghèo bên Mỹ nó mới ăn thôi. Tại vì nó qua bên mấy nước châu Á, mấy nước khác thì họ cho cái đó là cao lương mỹ vị. Cái đó là cái vấn đề mà gọi là xa xí phẩm, vấn đề đó là cái gì là ghê gớm lắm. Chàng ơi, ăn hamburger là tôi nói gì bạn, ở bên Mỹ là dân trung lưu, dân trung lưu. Các bạn thấy hiếm mấy người giàu mà nó ra đó, nó mấy người có tiền mà nó ra đó nó ngồi nó ăn cái hamburger, nó ngồi vô mặt đa nó hiếm. Tại vì khi công việc của nó quá bận rộn hay gì, nó không có đi đến cái nhà hàng hay cái chỗ nào để nó chọn nó ăn thôi, nó xa cơ lỡ bước thôi thì nó bắt buộc nó phải vô nó mua cái hamburger nó ăn thôi. Chứ hiếm lắm, rất là hiếm. Thôi thì là mình la tới đây. Xin chào anh chị các bạn trong diễn đàn nha. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.